Dạ vâng, em Tuấn Hưởng Audio xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và video clip ngày hôm nay thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lên sóng cũng như là giới thiệu cho các bác một đôi loa đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của hãng Piola của model CS88A này. Và đôi loa Piola CS88A là một trong những sản phẩm loa thông đầu tiên của thương hiệu Piola. Và thường những sản phẩm đầu tay thì luôn sở hữu cho mình chất lượng ổn định, bền bỉ. Và đến hiện nay thì không hề dễ có thể tìm kiếm cho mình một cặp loa Piola CS88A. Và loa Piola CS88A thì sở hữu gồm 5 loa trên 3 đồng tiếng, một bát 30 cm và hai chung, hai chép và một siêu chép kèn. Loa thiết kế với là kiểu dáng đứng, có kích thước chiều rộng là 36 cm và chiều cao là 63 cm, và chiều dài của đôi loa chiều sâu là 33 cm. Trọng lượng thì đạt 18,5 kg trên một thùng loa. Và sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của đôi loa để cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp cũng như là về toàn thể đôi loa. Đôi loa Piola CS88A này thì tình trạng thì cập bến tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng trong tình trạng là đẹp xuất sắc, tất cả còn zin nguyên bản tuyệt đối luôn ạ. Và em cũng đã tháo sẵn một cái e căng của đôi loa ra đây rồi. E căng thì còn rất là đẹp. Từ cái lan mắt cáo này hay là cái vải này, không hề bị rách hay là không hề bị gãy lan này. Căng không hề bị cong vênh, móp méo này. Tất cả đã được cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lựa chọn rất là kỹ để phục vụ đam mê cho các bác. Sử dụng gồm một bát 30 cm này, còn nguyên bụi bẩn các bác nhá. Đấy, còn nguyên bụi bẩn này, bên em về thì chưa kịp lau chùi gì. Đấy, rốn thì rất là căng này, tất cả từ cái gân vải này. Đấy, sử dụng với làm màng giấy gân vải và chữ FB bên dưới. Hai loa chung và hai loa chép. Hai loa chép này thì đã được thay gân rồi các bác nhá. Hoạt chép này thì cái gân tình trạng gân mủn theo thời gian. Đấy. Gân là sử dụng là gân mốt nên là đã được thay thế. Còn tất cả đều là zin nguyên bản và bên trên là một chép kèn ngang 6 lỗ. Tất cả đã được cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lựa chọn rất là kỹ rồi. Về thùng quách thì là thùng sử dụng với là thùng gỗ lạng. Tất cả đều rất là đẹp luôn ạ. Và đây cũng như là phần hậu của đôi loa. Đôi loa thì có số seri là liền kề các bác nhé. LAKL 367 và bên này là 362, sở hữu với là số seri liền kề. Và đằng sau này thì cũng có hai cái lốt tinh chỉnh của dải chung và dải chép. Cầu loa là zin nguyên bản Piola CS88A. Công suất của đôi loa là 80W, có trở kháng là 8 ohm, hàng Make in Japan ạ. Tất cả đã được cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lựa chọn rất là kỹ rồi. Và thường thì những đôi loa Piola CS88A này thì các bác hay chơi những dòng nhạc cối này, kết hợp với những dòng nhạc cối này hay là đĩa than này, các bác có thể kết hợp với những dòng âm ly đài chơi thì rất là hay. Và đến phần báo giá của đôi loa Piola của model là CS88A thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang bán cho các bác với cái giá là 26.500.000 đồng. Và 26.500.000 đồng này thì các bác, nếu mà các bác có ở quanh khu vực Hà Nội thì bên em sẽ bao gồm phí ship cho các bác. Còn các bác ở xa thì vui lòng chịu phí ship cho bên em, bởi vì là cái mức giá là 26.500.000 này là cửa hàng bên em là bán trong tình trạng là thu hồi vốn. Đấy. Rẻ hơn so với thị trường là từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng một đôi.
Và cũng như là các bác có đang xem kênh của em Tấn Hưởng Radio mà chưa nút đăng ký thì vui lòng cho em xin một lượt like cũng như là một nút đăng ký góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất tại cửa hàng bên em Tấn Hưởng. Và video clip ngày hôm nay thì bên em xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.